Trong chương trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây Video trực thăng Pháp khai hỏa bắn hạ UAV hầu thi trên biển đỏ Nga thể hiện khả năng thích ứng về chiến thuật với cuộc xung đột ở Ukraine Bộ Quốc phòng Pháp cho hay trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ tàu hàng trong chiến dịch Aspire ở Biển Đỏ ngày 20 tháng 3, trực thăng phối thuộc cho một tàu khu trục Pháp đã bắn hạ máy bay không người lái UAV Houthi đe dọa tuyến hàng hải thương mại. Kèm theo video về cuộc đánh chặn. Video được quay từ cảm biến quang điện tử của trực thăng, cho thấy trực thăng quân sự Pháp bay ngang một tàu hàng chưa rõ danh tính, sau đó bám đuổi và liên tục theo dõi một UAV bay sát biển. Góc quay thay đổi cho thấy trực thăng áp sát và bay song song với mục tiêu để xạ thủ súng máy khai hỏa. Chiếc UAV bị bắn hạ, biến mất khỏi màn hình. Đây là lần đầu tiên trực thăng quân sự phương Tây hạ UAV hầu thi trên biển đỏ. Giới chức Pháp không cho biết số hiệu tàu chiến và trực thăng tham gia đánh chặn sứ mệnh hải quân Espy, nhóm chuyên trách bảo vệ tàu hàng trên biển đỏ do Liên minh châu Âu EU thành lập, nói rằng sự việc xảy ra ở phía nam vùng biển này. Sở chỉ huy chiến dịch Espy cho hay, trực thăng được khu trục hạm dẫn đường đến khu vực mục tiêu để bắn hạ UAV. Trước Pháp, quân đội Mỹ cũng từng bắn hạ một thiết bị bay không người lái UAV của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm hướng biển đỏ. Trong thông báo mới đây, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom cho biết hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương tích của các tàu ở khu vực lân cận. Ngoài ra, quân đội Mỹ cho biết đã phá hủy 5 tàu mặt nước không người lái và một UAV tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Trong khi đó, theo đài truyền hình al Masira, Mỹ và Hải quân Anh đã tiến hành 4 cuộc không kích vào thành phố cảng Hodeida của Yemen. Các cuộc không kích nhắm vào quận Durahimi ở phía nam thành phố và chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại. Kể từ giữa tháng 11 năm 2023, lực lượng Houthi ở Yemen đã liên tục tiến hành những cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào các tàu vận tải thương mại quốc tế mà lực lượng này cho là liên quan đến Israel đi qua biển đỏ. Houthi tuyên bố hoạt động này nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine sau khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái. Liên quân Mỹ-Anh đã đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở của Houthi ở Yemen, khiến Houthi mở rộng mục tiêu sang các tàu thương mại và tàu hải quân của Mỹ và Anh. Về phần mình, ngày 19 tháng 3, phát ngôn viên nhóm vũ trang Houthi Yahya Sare tuyên bố đã phóng tên lửa hải quân vào tàu chở nhiên liệu Mado của Mỹ ở Biển Đỏ. Theo hãng tin Reuters, các công ty theo dõi vận chuyển hàng hải cho biết Mado là tàu chở khí đốt hóa lỏng LPG được gắn cờ của quần đảo Marshall trên hành trình tới Singapore từ Ả Rập Xê Út. Phía hậu thi nói tàu Mado là của Mỹ, nhưng cơ sở dữ liệu vận chuyển của Equasys lại cho biết con tàu thuộc sở hữu của Thomas Shipping and Trading Corp của Hy Lạp. Cũng theo ông Saria trong ngày 19 tháng 3, Houthi đã phóng tên lửa vào cảng và khu nghỉ dưỡng ở thành phố Eliad của Israel nhận định của Viện Nghiên cứu Chiến lược ISVK có trụ sở tại Mỹ mới đây, các lực lượng Nga đã cho thấy khả năng thích ứng với cuộc xung đột ở Ukraine và có thể sẽ hướng tới việc nhân rộng các bài học rút ra từ cuộc xung đột nhằm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài tiềm tàng với NATO. Nhận định trên cũng được xác nhận bởi người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Estonia, EFIS Khoporosin, người nói rằng quân đội Nga đang rút ra những kinh nghiệm sau 2 năm xung đột ở Ukraine. Theo ông Rosin, tình báo Estonia đánh giá rằng các lực lượng Nga đã giải quyết phần lớn các vấn đề trên chiến trường, với số lượng lớn nhân lực, trang thiết bị và những điều chỉnh trong tác chiến, cụ thể, quân đội Nga đã giải quyết nhiều thách thức về chiến thuật và hoạt động ở Ukraina thông qua khả năng cung cấp lượng trang thiết bị và nhân lực lớn hơn so với phía Ukraina. Sự thích ứng đáng chú ý về chiến thuật được thể hiện rõ nhất trong phòng thủ của Nga trước cuộc phản công mùa hè năm 2023 từ phía Ukraina và tương đối thành công nhờ vào việc chuẩn bị cũng như tiến hành phòng thủ đàn hồi. Quân đội Nga rút khỏi chiến hào về vị trí phòng thủ thứ cấp sau khi bị Ukraina tấn công. Sau đó, lực lượng Nga phản công khi quân đội Ukraine đang tiếp cận chiến hào bị bỏ hoang hoặc vừa tiếp cận vị trí mới và dễ bị tấn công. Kết hợp sử dụng hiệu quả các cải tiến công nghệ với hệ thống tác chiến điện tử EVK và máy bay không người lái. Ngoài ra, các lực lượng Nga dường như đã thiết lập được một số tổ hợp trinh sát hỏa lực RFC hiệu quả để đẩy lùi các cuộc tấn công cơ giới hóa của Ukraine. Theo USV, hiện vẫn chưa rõ quân đội Nga đã phổ biến những điều chỉnh này đến các đơn vị khác nhau của Nga ở Ukraine ở mức độ nào nhưng các lực lượng của Moscow đang nỗ lực thích ứng với những thách thức chiến thuật và hoạt động từ cuộc xung đột ở Ukraine trên quy mô lớn. Các hoạt động tấn công đang diễn ra của Nga cho thấy rằng Bộ Chỉ huy Nga có thể đã học được từ những sai lầm trong lập kế hoạch tác chiến trước đây, và quân đội Nga đang áp dụng các biện pháp thích ứng ở cấp độ chiến thuật có chọn lọc trên một số khu vực nhất định của mặt trận. Quân đội Nga hiện có thể đang triển khai lực lượng dự bị chiến thuật và tác chiến để chiến đấu ở miền đông Ukraine nhằm nỗ lực duy trì và có khả năng tăng cường nhịp độ các hoạt động tấn công đang diễn ra. Theo USVK, việc chuyển lực lượng dự bị chiến thuật tới các khu vực mới ở tiền tuyến cho thấy Nga có khả năng cân bằng linh hoạt và cân nhắc lại các nỗ lực tấn công của mình. Về phần mình, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraina Oleksandr Zizky hôm 18 tháng 3 một lần nữa đề cao việc sử dụng máy bay không người lái trên chiến trường, nói rằng chúng ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc xung đột với các lực lượng Nga, theo đài phát thanh tự do châu Âu RFERL. Tướng Zizky nói rõ, các hệ thống không người lái chiếm một vị trí nổi bật ở đây. Vì vậy, việc phát triển việc sử dụng các hệ thống không người lái là ưu tiên hàng đầu của tôi. Đưa ra nhận xét cùng ngày với việc chính phủ Ukraine phê duyệt khoản chi lớn cho việc mua vũ khí, ông Sisky nói rằng quân đội Ukraine cần được trang bị những loại vũ khí mới nhất và hiệu quả nhất. Ông cũng nhấn mạnh việc đào tạo các chuyên gia về tác chiến điện tử, máy bay không người lái và hệ thống điều khiển tự động robot chiến trường. Ukraine cũng đang nỗ lực tăng cường sản xuất vũ khí của riêng mình nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ các đối tác phương Tây. Quân đội nước này hiện phải vật lộn với tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng trên khắp chiến tuyến trải dài hơn 900 km ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Ngày 19 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius công bố gói viện trợ trị giá 500 triệu euro, tương đương 542 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Phát biểu với các phóng viên bên lề cuộc đàm phán với Mỹ và các đồng minh khác tại căn cứ không quân Ramstein, Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh chúng tôi một lần nữa đưa ra gói viện trợ trị giá gần nửa tỷ euro. Gói viện trợ này bao gồm cả 10.000 viên đạn. Ông cũng khẳng định Mỹ vẫn là một đối tác đáng tin cậy. Liên quan đến việc viện trợ cho Ukraine, cùng ngày 19 tháng 3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bảo vệ quyết định không chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Kiev. Phát biểu tại một hội nghị ở Berlin, Thủ tướng Scholz cũng nhấn mạnh Đức là quốc gia châu Âu hỗ trợ lớn nhất cho Ukraine. Đến nay đã cung cấp hoặc cam kết cung cấp viện trợ trị giá 28 tỷ euro cho chính quyền Kyiv. Đức đã chuyển giao gần như tất cả các loại vũ khí sát thương cho Ukraina như xe tăng chiến đấu, pháo binh, tên lửa Patriot và tên lửa phòng không hiện đại Iris T. Nhà lãnh đạo Đức cho biết tất cả những điều này đã được quyết định một cách thận trọng và phối hợp đúng đắn với các đồng minh. Việc viện trợ tên lửa Taurus cho Ukraina vốn là vấn đề gây chia rẽ nội bộ nước Đức trong một thời gian gần đây. Căng thẳng sau đó còn được khuếch đại khi Nga công bố ghi âm cuộc trò chuyện về vấn đề này giữa các quan chức quân sự cấp cao của Đức. Thủ tướng Olaf Scholz, một thành viên Đảng Dân Chủ Xã hội SPD đã loại trừ việc chuyển giao tên lửa ở thời điểm hiện tại, nói rằng tầm bắn của Taurus quá xa và Đức có thể bị lôi kéo trực tiếp hoặc gián tiếp vào cuộc chiến nếu Berlin cố cung cấp chúng cho Kiev. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, CDU, CSU đối lập lại ủng hộ ý tưởng này và đang tiến hành một loạt cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, Bundestag để khuyến nghị nên cung cấp Taurus những nhân vật hàng đầu từ cả hai đối tác liên minh cấp dưới của SPD là Đảng Xanh và FDP cũng đang lên tiếng ủng hộ ý tưởng trên hoặc một số đề xuất thay thế liên quan đến một trao đổi vũ khí với Vương quốc Anh. Ngoại trưởng Anh David Cameron, người đã đến thăm Berlin gần đây, dường như đã mở ra một cánh cửa thay thế cho ý tưởng chuyển giao tên lửa Taurus. Ông đề xuất trong một cuộc phỏng vấn truyền thông với nhật báo Süddeutsche Zeitung của Đức rằng Berlin có thể gửi tên lửa Taurus tới Anh. Đổi lại, Anh gửi cho Ukraine thêm tên lửa Storm Shadow có tầm bắn ngắn hơn và không thể vươn xa tới Nga từ Ukraine. Đức đã đưa ra ý tưởng này từ nhiều tháng trước khi tranh cãi về Taurus bắt đầu, nhưng khi đó họ vấp phải phản ứng thờ ơ từ London. Taurus là tên lửa hành trình tầm xa dành cho máy bay do Đức, Thụy Điển hợp tác sản xuất, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 500 km. Với tầm bắn này, nếu được triển khai tại Ukraine, chúng có thể tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Với đầu đạn nặng tới 480 kg, Taurus có thể bắn trúng cả mục tiêu lẻ như xe tăng, pháo, radar, sở chỉ huy, bệ phóng tên lửa và các mục tiêu lớn hơn như những đoàn xe quân sự, cụm sở chỉ huy, căn cứ quân sự, kho bãi. Hơn nữa, máy bay mang tên lửa không cần phải đi vào khu vực phòng không của đối phương. Sau nhiều lần sửa đổi, Taurus được trang bị những tổ hợp kỹ thuật mới nhất, hệ thống định vị tự động, thiết bị nhận dạng mục tiêu, cảm biến bức xạ của kẻ thù, bẫy chống tên lửa. Đây là một trong những tên lửa hành trình tiên tiến nhất do châu Âu sản xuất. Ở một số khía cạnh, nó có thể so sánh với Storm Shadow của Anh và Pháp. Thậm chí với một số tiêu chí như cự ly, sức mạnh và nhắm mục tiêu theo nhiều lớp, nó còn vượt trội. Một ưu điểm khác của Taurus là tên lửa này có thể bay ở độ cao chỉ 35 mét, khiến hệ thống radar gần như không thể phát hiện.